ta nên so ví gì đây khi nghĩ về nước trời? Như ai lo xới ruộng nương gieo giống hạt trên đất. Ban đêm hay sáng, ngày sáng dù thức hay ngủ say, dù biết hay không hạt lúa vẫn nảy mầm mọc lên. Chính Chúa đứng đó người làm cho lúa mọc lên. Cho lúa trổ đồng, chính Chúa đứng đó người làm cho lúa bội thu. Chúa vẫn đứng đó thương làm cho lúa đầy kho. Ta nên so ví gì đây khi nghĩ về nước trời? Như ai đem giống hạt cây gieo vãi trồng trên đất. Khi đêm gieo vãi hạt đây nhỏ nhất muôn loài cây, dù biết hay không hạt cái vẫn nảy mầm mọc lên. Chính Chúa đứng đó người làm cho cái mọc lên. Nắng đêm chiếu sáng giúp mầm cây lớn lẻ làng. Mỗi sáng hứng gió từng hàng cây lớn thật to. Đến nỗi bóng mát bao đàn chim tới đùa chơi. Ta nên so ví gì đây khi nghĩ về nước trời? Như ai kia đã tìm ra kho báu ở trong đất. Ông mưu chôn giấu thật sâu về bán gia tài riêng, rồi tới mua ngay khỏi mất đất thừa ruộng rau. Chúa quý giá thì đời ta có là chi? Nước Chúa quý giá thì tình ta có là gì? Hãy đến với Chúa để mà mua nước trời màu. Hãy đến với Chúa để đời sau sống trường sinh. Ta nên so ví gì đây khi nghĩ về nước trời? Như thương gia đó hằng lo đi kiếm ngọc thiêng quý. Ngay khi ông đã tìm ra về bán gia tài riêng, rồi tới mua ngay ngọc quý. Chúa quý giá thì đời ta có là chi? Nước Chúa quý giá thì tình ta có là gì? Hãy đến với Chúa để mà mua nước trời màu. Hãy đến với Chúa để đời sau sống trường sinh. Hãy đến với Chúa trường sinh. Hãy đến với Chúa để đời sau sống trường sinh.